Các bạn đang xem là tuyệt phẩm gỗ hương ạ. Dài 3m4, cao khoảng, chiều cao là bao nhiêu em? 2m. Chiều cao khoảng 2m ạ. Và đặc biệt là để mà mang được cái bộ này về đây là 17-18 người khiêng mới vào được cái nhà này đấy ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua cái ngai vàng gỗ hương này thì vui lòng liên hệ ạ. 0977973535 bạn nhá. Cái này mới chỉ gọi là tỉa sơ thôi. Các cái này liền khối hết hay là em ghép phải em? Cái này là ghế cẩm. Ừ. Em đặt vào thôi chứ chưa không phải là con này chưa nè. Mới con nằm sạch đất để đưa vào nhà. Rồi. Còn đây là rồi. Gỗ hương nhé bạn nhá. Có cái này nó có ghép gì không em? Không, có một phần trên đấy. Đấy cái chỗ này là ghép đúng không? Hạ có hai cái nốt ở bên cái nốt nữa. Nốt đây à? Đúng rồi, là hai có vậy thôi. Có hai cái chỗ nối này là ghép thôi. Hoàn toàn là liền hết. Ừ. Còn đâu là liền khối. Anh ảnh từ đây vào. Thì vì đây nhà nó hơi chặt, đứng này nó cũng không lên được hết. Này. Mình xin chia sẻ với các bạn một chút về cái cách mà nhận biết được gỗ hương. Đó là các bạn cắt một cái mẩu của gỗ hương ra và ngâm vào nước ạ. Nếu mà để một lúc mà nó chuyển sang cái màu xanh xanh giống như màu nước chè thì đó chính là gỗ hương chuẩn ạ. Các bạn có nhu cầu mà sở hữu cái bộ gốc rễ của cái cây gỗ hương mà chắc phải hàng nghìn năm tuổi này thì vui lòng liên hệ nhá. 0977973535 bạn nhé.